trang lịch sử của nước nhà. Mặc dù là nó không nhiều lắm, nhưng mà qua cái sự chia sẻ của anh á, thì anh tin rằng á, mọi người sẽ nhìn nhận được cái gì đó nó rất là thật, nó giống như là cái câu chuyện nó đang diễn ra trước mắt họ vậy đó, và nó đem đến cái đúc kết cuối cùng cho mọi người nhìn nhận là gì. Chiến tranh không phải trò đùa, mà cụ thể không phải trò đùa là như thế nào. Và qua những hình ảnh anh chia sẻ, đồng đội của anh nó đã hy sinh, đã nằm xuống ra sao. Và không riêng đó là chỉ một phạm vi nhỏ ở trong cái đồng đội, trong thuộc dạng đại đội hoặc trung đội của anh thôi, đúng không ạ? Trong khi mọi người cũng thừa hình dung rồi, khi chiến tranh xảy ra thì nó diễn ra trong cái diện rộng, thì nó rất là nhiều các anh các chú. Mọi người cứ hình dung xem, đó chỉ là một cái phạm vi hẹp của thời chiến nhất thôi ha. Còn nếu chúng ta hình dung ra xem là từ cái thời trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, đúng không, rồi sau đó khi giải phóng thống nhất đất nước vào năm 1975, và tiếp tục đánh với Pol Pot ở biên giới Tây Nam năm 1978, cuối năm 78 đầu năm 79, đúng không, nó kéo dài. Rồi chưa kể rằng năm 79 thêm khu vực ngoài phía Bắc, thêm cái ông Trung Quốc nữa đó. Thì mọi người cứ cứ chúng ta nhìn, nếu chúng ta không thấy được hết, không hiểu được hết, nhưng mà chúng ta chỉ cần làm một bài toán đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ hình dung ra biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu xương máu, đúng không ạ, đã hy sinh để cho đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay. Cho nên em rất đồng ý với anh đó, là ở đây á, rất mong các bạn trẻ sau này, có thể các bạn chưa hình dung ra chiến tranh nó như thế nào, các bạn chưa hình dung ra được các anh các chú đã khổ cực ra sao, mồ hôi xương máu đã nằm xuống bao nhiêu, nhưng chỉ mong các bạn hiểu được những thế lực bên kia họ muốn cái gì đang xảy ra cho Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Các bạn phải tỉnh táo nhận diện, chớ vội nghe lời bọn đó, bởi vì đơn giản vậy thôi. Có thể các bạn khỏi cần cầu kỳ gì hết, các bạn cứ hình dung như thế này: một thằng ất ơ nó ở phương trời nào đó, ở đây thôi, qua chưa nói tới là có liên quan hay không liên quan Việt Nam nha, chỉ biết là nó đang ngồi ở phương trời nào đó, bằng ba tấc lưỡi của nó lên không gian mạng hoặc lên những cái kênh YouTube gì đó, uốn lưỡi xuyên tạc bôi nhọ, rồi kích động các bạn làm những con cờ, làm những cái quân tay sai gọi là online đó. Ha. Phá đất nước giùm họ, và chính các bạn và chính gia đình các bạn sẽ là người thiệt đầu tiên, không ai thiệt đâu. Còn bọn nó bên đó là nó có bị cái gì không? Không, chắc chắn là không, chắc chắn là không. Vậy chỉ trên một cái góc nhìn đơn giản thôi, các bạn thấy điều đó nó có hợp lý không, đúng không ạ? Chúng ta thấy có hợp lý không? Hoặc là bây giờ điển hình như đất nước Ukraine và Nga đi, thưa quan chưa nói với về vấn đề sâu là bản chất của cuộc chiến đó, nhưng mà mình chỉ thấy rõ được rằng là gì, có phải là đất nước Ukraine họ đang dùng chính những công dân của đất nước Ukraine chiến đấu cho ai đó hay không? Mặc dù trên tinh thần họ luôn kêu khao khẩu hiệu là cho đất nước Ukraine, nhưng mà thực chất vấn đề là họ làm cho ai, đúng không ạ? Rồi đất nước Ukraine được cái gì, dân dân Ukraine được cái gì, không? Rồi cái vấn đề mà khôi phục phục hồi lại đất nước á, thì cái khoảng thời gian như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng phải chắc
cần khỏi cần phải bàn tới nữa rồi, khỏi cần phải bàn tới nữa rồi, đúng không ạ? Cho nên nói gì thì nói thì một lần nữa em ra cảm ơn Thượng Nhất rất là nhiều. Hôm nay anh đã trải lòng và chia sẻ nó rất thật. Nó cũng như em nói, đối với em thì cũng vẫn xem đó là như một một phần ở trong những trang sử nước nhà để góp phần nó bổ sung thêm cái kiến thức cho thế hệ mai sau và họ nắm rõ hơn. Rồi, cảm ơn anh. Không biết anh có muốn chia sẻ gì thêm mà. Thật ra thì muốn nói nhiều lắm, tôi muốn trút hết cái lòng của mình ra, nhưng mà tôi nói đến một cái lúc nào đó là thứ nhất là cái lời ăn tiếng nói của tôi là của một anh nông dân, mặc dầu cũng có được học hành nhưng mà tôi sống trong cái quan hệ xã hội 10 năm nay tôi về hưu rồi, là tôi quan hệ một là những đồng đội cũ, chứ còn chòm sớm là chỉ gặp nhau trong cái lúc trà dư tửu hậu, cho nên nói với nhau bằng những ngôn từ bình dị của một người dân bình thường. Riết rồi tôi quen với cái phong cách đó rồi, cho nên tôi nói văn qua 47 tôi nói không được, cho nên tôi nói nhiều khi các bạn là thấy tôi là lộ rõ bản chất của một anh nông dân, mà chính vì cái nó trở thành một cái nếp sống này. Cho nên tôi trình bày đôi khi nó cũng không được gãy gọn trôi chảy. Mượt mà lắm đúng không? Ừ, Có gì rồi đâu. Miễn sao nó thật là được. đó Không thì cần nó phải chính ống chính vì ả những mượt từ mà. ngữ chính vì những từ ngữ mộc mạc như vậy nó không nói hết được cái ý của mình, nó làm cho người ta khó hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng nói được lên những cái mà tôi muốn nói, mặc dầu nói chưa hết, nói chưa hết mà có khi các bạn cũng không hiểu được. Nếu nói về chính trị, mà chính trị thì nó là thủ đoạn, mà tôi thì cái thằng không thủ đoạn được, cho nên tôi không thể nào tôi giải thích được cho các bạn, giải thích được cho các bạn. Mà đây thì may mắn là có Trung, ngoài cái lý luận sắc bén am hiểu về tình hình, cho nên về tình hình, về lịch sử, tình hình xã hội, văn hóa, chính trị, quân sự, vân vân, Trung lý luận sâu. Còn tôi chỉ bổ sung thêm thôi, mặc dầu tôi cũng nắm rất vững, nhưng mà con cái là tôi, cái cách trình bày của tôi nó không được trôi chảy như của Trung. Chỉ mong rằng khi tôi nói, khi tôi nói được ý của mình, thì dù tôi dùng ngôn từ gì, các bạn cũng hiểu giùm tôi rằng tôi muốn gửi gắm lên các bạn Truyền những cái tải điều tốt đẹp quan nhất, trọng là mục đích muốn truyền tải đến điều gì. muốn gửi đến các bạn những cái ý tốt đẹp để chúng ta cùng chung sức với nhau giữ vững cái nền tảng xã hội, giữ vững được cái đạo đức, giữ vững được cái trạng thái tâm lý tốt nhất, đừng nghe lời cái đám mà tôi dùng cái từ mà tôi nóng, tôi nói bậy nữa, đừng có nghe cái đám bên kia nó bậy nữa, đừng có xúi giục nữa, vậy thôi chứ không gì á, ý của tôi là vậy á. Giờ tôi già rồi, chỉ mong các bạn là nhìn thấy được đất nước mình đã lịch học lịch sử, những bạn nào học đàng hoàng hoặc là nghe nói lại là đất nước chúng ta đã trải qua bao nhiêu là năm chinh chiến, đau thương, mất mát, cha thì mất cha mẹ, mất con, vợ mất chồng, rồi con mất cha, mà không phải là những người lính chiến trường không. Nếu như xảy ra trong quốc nội đó, thì trước năm 1975 tới năm 1979 này, các bạn cũng biết ở phương giới phía Bắc và biên giới phía Nam là Pol Pot thì Trung Quốc nó tràn qua, nó tàn sát người dân của mình, những người không có một tấc sắt trong tay, thì các bạn thấy rằng ai cũng chết hết chứ không phải riêng là người lính, ai cũng chết hết. Rồi chúng ta, thế hệ sau của chúng ta phải nai lưng làm cật lực để xây dựng. 20 năm chúng ta được, thật ra mới có 20 năm, mà 2 năm đi lên từ con số 0 để được như bây giờ, thì thôi chúng ta hãy tận hưởng nó đi và cố gắng vun đắp xây dựng vun đắp làm cho nó càng ngày nó càng mạnh, nó càng giàu. Chúng ta đang có một cái nền vững rồi, đang có một cái nền vững thì mạnh ai nấy làm, nhà nước bây giờ thoải mái quá mà mạnh ai nấy làm, nhưng mà đừng làm bậy thôi.
rồi chúng ta sẽ giàu lên thôi. Đừng làm bậy thì chúng ta sẽ giàu lên thôi. Thiếu gì cách làm, bởi vì bây giờ ngành nghề nó phát triển. Kinh tế phát triển là nhờ ngành nghề phát triển. Dân giàu là nhờ ngành nghề phát triển, nhờ kinh tế phát triển. Thì như vậy chúng ta cứ dựa vào cái chủ trương của nhà nước là cho mở cái ngành nghề nào đó thì chúng ta cứ làm thôi, nếu chúng ta có sức. Còn nếu không không có sức thì chúng ta hợp lực lại, thành lập một công ty trách nhiệm, nhiều thành nhờ một công ty trách nhiệm nhiều thành viên đó, chúng ta làm không có vốn chúng ta vay ngân hàng, thiếu gì cách. Nó còn nếu mà không biết thủ tục vay ngân hàng tôi chỉ cho, có đó tôi nói thiệt á, mà nói chứ ngân hàng nó tư vấn hết, chứ nó đâu có để vô là cán bộ ngân hàng tư vấn hết. Nói như vậy chúng ta bây giờ điều kiện làm ăn dễ quá. Tôi bây giờ tôi chuẩn bị tôi sắm xe hơi nè, tại vì năm tới năm 2025 là sẽ coi như là dần dần triệt tiêu cái xe máy, xe gắn máy. Mà chắc tôi cũng không sắm xe hơi lúc đó, thấy đường ở đâu lái. Đó thì các bạn thấy là Mà nhâm sắm xe điện nha anh, nếu sắm xe điện nha, đừng đừng sắm xe xăng nha, đừng về Rồi. đón đầu. Đó 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 thì chúng ta đón đầu đi, sắm xe điện đi. Nó thì các bạn thấy là bây giờ cái nhà nước đang định hướng cho chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy. Năm 2025 là bắt Đúng đầu rồi. hạn chế ở các thành phố lớn. Nhà nước đang định hướng đó. Mà Phạm Nhật Vượng là một tay đón đầu rất tuyệt vời. Một cái có cái đầu mà có cái suy nghĩ về cái chuyện phát triển kinh tế làm ăn của cho cái doanh nghiệp của mình đó. Phải nói là tuyệt vời. Nói chúng ta phải ráng học theo Phạm Nhật Vượng, chừng được 10% của ổng thôi là mình thấy ngon cơm rồi. Tôi giờ già lắm rồi tôi làm không nổi nữa, làm tiếng nghỉ 2 tiếng mệt, thở không không ra hơi nữa, lớp nào bệnh hoạn lớp nào thương tật mà tôi còn ráng làm, nếu chí mình làm cho bệnh mà nó thì giờ theo cái đà phát triển hiện tại chúng ta cứ làm, cứ làm miễn đừng làm bậy vậy thôi. Rồi xin chào các bạn nha.